chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với lại kênh Bước Ngoặt Channel của mình để mà cập nhật những thông tin về đời sống tại thành phố Winnipeg, Manitoba nói riêng cũng như là cuộc sống tại Canada nói chung. Thế thì trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ đưa ra một số cái nhận định mà cho thấy là với những người lái xe mới mà tới Vancouver ấy, thì thường sẽ là có khó khăn hơn một chút so với lại những người lái xe mới ở Winnipeg. Ví dụ như là trên đường phố hiện nay thì mình đang đậu, mình đang ở đây thì thấy rằng là ở đây mọi người lái, mọi người đỗ xe rất là sát sàn sạt luôn. Thì với những người lái mới để mà lùi được vào trong cái khu này, cái chỗ đỗ này thì cũng là một vấn đề tương đối là không phải là khó lắm, bởi vì nó khi mà, bởi vì khi mà các bạn lùi vào chuồng như này thì các bạn đã có một cái công thức rồi thì các bạn có thể lùi được. Tuy nhiên ý, thì nếu mà với cái mật độ đậu sát sát như này này thì khi mà đánh lái ra ấy, thì có vẻ là sẽ khó khăn một chút, đặc biệt là với những người mà mới lái xe lần đầu có thể là sẽ hơi bối rối một chút khi mà lùi chuồng vào cũng như là khi mà lái ra. Thế thì cái khó khăn thứ hai nữa mà với những người lái mới khi tới Vancouver để lái xe ấy, thì cần phải lưu ý một chút nữa là nếu như mà đặc biệt là ở cái thành phố gọi là Burnaby ấy, thì khi lái xe lên xuống dốc rất là nhiều. Và nếu như mà trong trường hợp là lái mới thì các bạn có thể là sẽ khá là sợ một chút. Mình không hiểu là với cái cách dạy và thi bằng lái ở Vancouver này thì nó sẽ khác gì so với lại Winnipeg của Manitoba. Thế tuy nhiên thì trên cái diện tích đường bằng phẳng như ở Manitoba với Winnipeg ấy, thì các bạn sẽ lái dễ hơn rất là nhiều. Bởi vì nguyên cái về phần tâm lý với những cái người lái xe mới ấy, thì cũng đã là cả một sự khác biệt rồi. Ví dụ như là ở Vancouver như thế này, cái địa hình của nó, thành phố thì các bạn đã nhìn thấy đấy, thì nó là cái thành phố mà nằm trên các ngọn đồi, tức là từ nơi này sang nơi kia thì chỉ là chuyển từ quả đồi này sang quả đồi kia, thậm chí là từ thung lũng này đi lên ngọn đồi khác thôi. Thế cho nên địa hình của Vancouver rất là dốc luôn. Thì đó là hai cái khó khăn lớn đối với lại những người lái mới. Thứ nhất là về khoảng cách ở đây thì đỗ xe nó quá là chật hẹp, hai địa hình là bằng không bằng phẳng, nó làm cho những người lái mới nếu tâm lý không vững thì cũng khá là khó lái. Trong suốt một cái hành trình mà mình đi Vancouver thì khi mà anh chồng mình lái xe và mình nghĩ rằng là với cương vị mình là người lái thì mình sẽ không dám lái luôn, bởi vì trông có vẻ rất là dốc. Đường thì đôi khi thì các bạn sẽ thấy là có những cái con dốc mà bạn cảm tưởng như là nó sẽ là ngược lên tới 45 độ ấy, nhưng mà có thể là do cái cảm giác của mình nó chưa được tốt cho lắm. Và có những con đường thì nó dốc xuống mà khiến cho bạn cảm thấy như là nó gọi là lao xuống dưới với cái tốc độ rất là nhanh. Nếu như mà các bạn có ý định tới Vancouver và thuê xe tự lái thì các bạn đặc biệt lưu ý, bởi vì là đường, cái địa hình ở Vancouver thì nó cũng khá là dốc như mình đã nói trước đây. Bởi vậy mà nếu mà lái xe một mình mà đặc biệt là chưa quen đường xá nữa thì nó thực sự là một cái khá là khó khăn cho các bạn. Đặc biệt là với những cái bạn khi mà ở Việt Nam thì cái cách lái ở Việt Nam nó rất khác, mà khi sang tới Canada thì cái cách lái nó lại còn khác hơn nữa. Thì nó sẽ gây khó khăn cho các bạn nếu mà các bạn thuê xe tự lái. Thì đó là một số những cái thông tin để mà các bạn đưa ra cái quyết định cho cái hành trình của các bạn. Thì trong các clip khác thì mình sẽ cố gắng mình cập nhật thêm những thông tin mới nhất nhé. Bây giờ thì chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.